Vô đầu video xin chào cả nhà. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình đi bán ở chợ Dòng Khé. Mình đi quay cái cảnh chợ cho cả nhà coi nha. Sáng ra là ông trời ổng chuyển lên rồi cũng chưa có dám dọn nữa. Rồi mời cả nhà cùng xem video cho vui nha. Đó là để chữ chợ Dòng Khé. Sáng là ông trời ổng kéo mây rồi kìa. Dì Trúc thì ngồi tuốt ăn trước, mình thì ngồi phía này. Dọn đại ăn Thảo. À, mình chưa dọn nè cả nhà. Đó. Chợ này cũng lâu lắm rồi mình chưa có quay, hôm nay mình quay lại cho cả nhà xem cho vui. Cái này là trong nhà lồng, ta ngồi người ta không có sợ trời mưa, còn mấy người đồ khổ thì ngồi phía ngoài. Đó, cái dàn cho nó là bán gạo, bán đồ rẫy. Trứng vịt lộn. Đây là bán thịt. Này bán thịt heo. Chợ cá nè, chợ cá lúc nào cũng phải gần với mấy sông hết trơn. Sáng đang ngồi cá, cạo cá. À, mời cả nhà mua tôm tép cho người đẹp này đi. Nãy chú chục ký hả? À, nãy chú chục ký à chị Thu. Đi mua nha, gửi tiền cho em nha. Cả nhà mua tép mua tôm cho người đẹp này nha. Người đẹp hơn bán trái cây dùm, có thấy đẹp hết chưa? Đẹp. Người đẹp hơn bán trái cây đó, mà trái cây cũng đẹp mà người bán cũng đẹp nữa. Ở giá. Để lên thương bán trái cây. Bán khô mà, à. Mà ở giá hả? Ở giá, bởi vậy rồi Út bán trái cây này. Sao kỳ vậy? Út. Này nó giống tâm hi ghê luôn á. Nhẹ em phải lấy cái đó mà đưa lên cây. Này khô nè. Đủ thứ khô á. Nói gì kỳ vậy ta? Đây nè, cho cả nhà xem nải chuối. Quá trời. Quá trời luôn. Đây nè, chị Thu bán chuối nè. Chuối này chuối nhà gì chị Thu? Chuối nhà đó hả? Cái này là chắc mới có trái đầu tiên hả? Dạ. À, trời ơi, quá trời cả nhà ơi. Đâu coi cầm lên coi chị Thu, cầm lên xem coi chị Thu. Đây, cho nó coi nha. À. Ồ, thấy chua quá trời luôn. Ngon quá ha. Nãy mình ngồi phía dưới, còn bây giờ lên đây là dì Trúc bán thuốc trên đầu trên này nè. Mình đi dài dài cho cả nhà xem nha. Bông. Trái cây, ta bán trái cây. Cái chợ nhỏ người ta bán cũng không có được nhiều thôi. Đây dì Trúc ngồi nè.
sao đây? Sao sáng giờ chưa có món hàng nữa nè? Chưa, mới giờ xong. Hồi hộp thiệt à. Sáng không kéo mây. Chị Trúc ngồi trên này nè. Gian đồ của dì Trúc bán đó. Còn chú thì ngồi đằng kia. Rồi gan chảo gan xài luôn mấy chị ơi. Trời ơi, bữa nay bốn viên thành phố muốn ra quay phim kìa. Nga ơi, được không Nga? Quay dở qua nước ngoài ha, đừng dở đi. Trời, Nga bán nón nè. Rồi gan chảo gan gì xài cô. Sáng giờ có mấy chục ngàn chưa được một trăm nữa. Vậy hả? Trời ơi, còn hơn chưa có bán nè, tư chưa có được cái gì trơn á. Tôi chưa có bán chứ tôi vớt nữa. À, chú ngồi kìa. Chú bán quần của Nam. Hôm nay mình với dì Trúc với chú Út đi bán ở Trung Ngãi Dòng Ké, rồi cái dì Trúc rủ về, có dì Tám của Trúc nè. À, trời, cả nhà. Chào cả nhà. À, dì Tám của Trúc là ở Kiên Giang ha. À, mình cũng có quay vài cái video cũng có dì Tám của Trúc nè. Này là hai má của Trúc đó, hai chị em giờ ngồi lặt bắp. Chúc rủ vô làm bắp gan với gà chiên bơ. Chúc đang rửa gà. Bắp vàng. À. Hai trái bắp đố hai bài bao nhiêu tiền? Tiền sao? Tư lửa hả? Người ta mượn người ta lửa đó, ngồi trên xe trời mưa. Bắp này dài lắm nè. Mình rang đó có tôm khô. Nhiều như tư. Bơ kia hả? Hai trái 14.000. 14.000. Nó này ngon nè. Nó về mà ta lựa biểu ta lựa, ta đâu có lựa dối đâu. Nó lựa dối mà mốt ai lựa nữa. Trời chuyển tối quá chú ơi. Giờ chú làm gà nha. Găm găm mà mưa dày ghê. À. Từ có 1 giờ tới giờ. Đó đó. Dạ. Làm con gà cả nhà. Mình làm cái này mình chiên bơ. Chiên bơ. Bữa nay có chị Tám về ở Gạch Giá về đãi gì. Chơi. Nói bà đãi gì? Bà đãi gì chú? Sáu hả? Dì Sáu của chú cũng lên mà giờ này chưa lên tới. Chú bà đãi bà đãi. Xuống hả? Bây ở có 4 ngày. Tới thứ hai phải không? Dạ. Chà, đã ha. Thứ hai luôn á. À. Thứ hai là làm buổi sáng xong rồi chị dọn về. Thì lột nguyên tám việc mua được không? Chị phải lãi một đường gì nó lột á, nó dễ hơn. Tại không có cái dao nè, dao cắt đường có làm gì mà chị vừa. Đúng rồi đó. Dễ. Tao quên cái nãy giờ vậy không chịu nói. Tại làm biến đứng lên. Lột gì nó hơn. Đánh một đường cái lột. Tám phải trời không có mưa mình đi hội chợ hả Tám? Dạ. Lâu lâu à. Thì đó đó. Giờ này mà chưa hết mưa nữa. À. Đó, chặt xong rồi. Ngon quá. Rồi giờ mình để sữa vô ngâm. Nay thì chút làm món gà chiên bơ đãi cả nhà. Ăn. Để sữa vô ngâm, ngâm cho nó lâu lâu chút, cỡ khoảng nửa tiếng đi. Ngâm nửa tiếng. Mình vớt ra mình ớt. Trời chuẩn mưa tối quá. À, mình ngâm hồi nãy giờ được nửa tiếng rồi đó. Giờ bắt đầu chút ướp nè. Mình giờ mình vớt ra mình để cho ráo. Thì mình để vô cái thau để tặng mình bắt đầu mình ướp. À.
để tỏi củ hành vô dập dập á, mình làm dập dập mình để vô đó. Đây muỗng bột nêm, một muỗng nước mắm. Mình mật ong mình thay thế với đường, muỗng mật ong. Rồi một miếng bột ngọt nữa, muỗng nhỏ nửa muỗng thôi. Cái củ hành với tỏi mình đập dập. Rồi mình trộn cho đều cho mình để đó cho nó thấm. Giờ mình ốp gà xong rồi, giờ mình để bột vô. Bột cái này bột giòn. Để vô mình trộn, mình lấy cho nó áo sơ qua vậy đó, mình chiên. Bột chiên giòn. Nóng chưa? Gồm hai đùi đây ha. Rồi thơm quá. Giờ mình chiên bơ hai muỗng bơ. Tăng bơ rồi với mình để tỏi hành thử vô. Tỏi vàng cho để miếng ớt vô cho nó có màu đỏ rồi. Giờ có mùi cay nữa ngon. Rồi giờ thử vàng xong rồi ha. Giờ mình lượt. Mình lượt rồi mình lấy cái nước. Đó. Muỗng nước mắm. Không có để muối. Nước mắm cho nó thơm. Rồi giờ mình thêm đường. Đường vô. Một muỗng đường. Giờ mình nãy xong rồi, cho nó sâu rồi. Giờ mình để thịt vô. Mình trộn. Ra màu dài. Nghe mùi thơm ba ha. Mùi thơm. Trời ơi nó ngon chút rồi. Quá ghiền luôn. Hai cái
sẵn có cái bơ mình đắp sẵn. Rồi, đổ vàng này, để tâm phô vô sàn. Bắt dầu lên rồi nhìn để lên sàn. Tôm khô, khô để vô rồi để hành vô cái này tắt được. Tắt lửa rồi. Có tô hầm nữa. Ngon ghê không? Ừ. Quá hấp dẫn luôn. Hấp dẫn chưa? Ừ. Quá ngon, mà không biết ăn ngon luôn, chứ quá ngon. Ngon, bảo đảm ngon thôi. Rồi xong tới ăn thôi cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Dì Sáu con chút là lúc trước mình có đi xuống dưới, mình quay cũng vài cái video đó, mình bắt cá rồi đó cả nhà. Rồi bữa nay có dì Tám lên, rồi Sáu lên. Để xem nó ăn cơm chơi chứ không có nhậu. Tại rồi nói vậy. Nhậu hả? Nghe chút bữa nay có một cô nữ xinh đẹp ngang cửa nhà dì Chúc. Mời qua ăn cơm chơi cho vui. Rồi mời cả nhà. Cái chén của Tư đâu rồi? Rồi gặp em lụm hả? Rồi. Không còn sao? Có bắt cắn gì đó. Thì đổi đi. Đưa cái chén này. Đem bớt cơm. Đũa chạy bớt cơm nha. Tư ngồi đó hay nấu. Chén thơm gì ạ? Hả? Không hay nấu gì ạ? Nhiều thợ. Chén này đây. Chuyên của chén này. Anh nấu cao không dữ vậy. Rồi xong mời cả nhà dùng cơm nha. Cũng bữa nay xỉn. Vì chú bữa nay đi đám giỗ nhà bạn bán chung á, rồi xin đi ngủ rồi. Giờ dắt chú rồi. 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 Rồi để xin xương để đây. Rồi mời cả nhà. Đây, hồi ăn có rồi nhà ai mua. Ăn một con quạt. Quá rồi. Dưới mà bán một con quạt. Không rồi, dưới luôn á. Dễ gì. Nước mắm hả? Chi nước mắm hả? À, gà này là chân bơ. Bơ. Sao cô bữa rồi? Chị ghé rồi. Em chị. Má gắt ăn. Sao mà mình làm cái món nhậu không mà mình đi ăn cơm thì sao? Mày không nhậu ăn cơm thì sao? Ăn tự nhiên đi. Lái phê chồng anh ơi, chiều nay đi nhậu nhé. Ổng tử thiện đó. Mà em biết mua gì vậy? Thôi về kêu bia đi, điện kêu bia lại nhậu đi. Trời ơi, lắm cái nhậu đi. Đây là chị Trà, kế là chị Sáu, đây chị Tám, đó ba chị em. Năm mình ngọt vô số 9. Ví dụ, bữa này là chị Tám nhà ở chị Tám mới về chùa Hạnh Phối. Dạ đẹp quá. Nãy giờ nhìn thấy tôi đẹp chưa? Khen thiệt. Ba chị Tám đẹp mà. Muốn gì rồi, hồn thay về kia. Về chơi. Không mưa, không, đâu mưa. Mưa nhỏ, không sao. Chắc cắt không sao. Ăn đi nha Cưng. Dạ.
em mà coi á thì cá bào là lửa cánh không ăn nhiều lắm, kỳ cục đó, phải ăn cánh này là nấu ăn cuộc sống biệt vườn hả? Hồi sáng là quay ở chợ cái có một nàng lại hỏi mở lại xem coi coi nơi không biết à, không biết mở à tính nó cài rồi con mở ngày mai có bán hay gì không mua á mua thì làm cũng ngày mai cúng hay gì ạ cúng 5 triệu trời ơi người xinh đẹp chạy về hốt chôm chôm qua bây giờ cơm xong rồi ở trong vườn mà vườn người ta cái này ăn bóc lại đi đây con lấy cho trời ơi cái này là con ăn em là không ăn nhé không à em là bao lá chứ em nhiều em ăn sầu riêng thì cơm không nguyên mùa sầu riêng là em ăn sầu riêng thì cơm ăn cơm vậy hả không ăn hả nó chơi mới thiệt coi sầu riêng con không ăn cơm luôn á tại vì con bán sầu riêng lắm cho nên là sầu riêng con ăn nhà không ăn nhà không ăn nhà một miếng ăn đi mà ăn mấy muối rồi ăn đi rồi mới tới ăn chôm chôm nè chúng mà chạy chôm chôm lại nè ăn gì bán không phải gì ta ăn thử gì không ăn ngửi miếng thôi hả bự rồi mà bự thấy nè em bốn trái em cũng với chị chia nè chuẩn bị có đồ ăn nữa đó nói vậy chứ tại vì chia em cái nó bự quá à đây chị đó em hồi nãy em phụ ra em ăn rồi hai muối nè rồi là sầu riêng mong ra quá mong quá tặng về nó không có mua cái mua sầu riêng đấy à cái này 50 nhưng mà sáng mua 35 ngàn nha sầu riêng vườn còn này là chở sầu riêng này là riêng chở nó chở qua ngon quá nha thì chở như là mấy mà hàng bán còn sầu riêng vườn là vườn đem ra còn con là 35 ngàn cũng một tiền mẹ nó nè không có cái này 50 công việc học lấy rồi sáng chị mua 35 là còn có mấy muối nha để dưới kìa rồi hai nha muối để đi được không 35 cái hai ký à được không thích mà ăn được đó mà ăn đi em mà chịu hả nãy mới làm một củ ăn đi ăn mình chịu mỗi giờ là ăn khác không phải con ăn nhiều quá không gì đó dạ mà chưa chị thôi kìa chị bỏ em ngoài ngoài đó đó à, em nói thiệt ăn cái sầu riêng với đi dục vỏ cực thấy mẹ luôn nha trời ơi để nhà chụm trái lắm á phải không ăn bộ con nhớ á bộ để chụm được hả con nhớ là trái lắm á ai nói nó đi mình ngồi làm thứ tới không ủa em thấy người ta chặt cái vỏ sầu riêng để làm gì thành thuốc cái là chặt phơi khô cũng làm thuốc làm nước sầu riêng cho con mượn vậy ha con để này lại con ăn khác dạ, cái để đó này con có để vô này con ăn cái nước lẩu ăn mấy này đẹp da da ăn thùng riêng biết sao không cái lúa què nữa mà nó chín quá đó để chị ngon quá là béo quá là gì bỏ chị, chị béo ngon quá có ăn vậy là thôi chị ăn thừa em còn nha trời ơi sầu riêng tôi bước này chết sữa này dễ hả này sữa mày ma sữa hả ừ cho luôn đi tơ ừ. Luôn ừ. Ừ. Cái ngon còn ăn là con láng với sà hột rồi còn cái hột cây nữa không lấy mà tôi ôi hồi nãy không ăn này trước đi ăn sầu riêng hồi ăn này ăn gì đó ờ đúng rồi sầu riêng quên đấy em đã mùa này mùa sầu riêng nên ưu tiên nó trước rồi phải đúng rồi đó rồi ăn rồi ăn thiệt rồi nhé xong ổi ngọt ăn này cũng lạc luôn ổi này ngọt chị là ăn sầu chôm chôm á ổi ngọt là hồi nãy con chưa ăn gì ăn chôm chôm ngọt chôm chôm ngắn ngọt ăn này con thấy cái bán trên mạng kìa này xong mà sao bà vợ nó bán mắc hơn trên mạng không mua nha yeah. Rồi bữa tiệc bữa hôm nay xong video đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà xem video, mời cả nhà cùng xem video kế tiếp theo. Rồi xin chào. Xin chào.